Dạ. Các cái hoạt động như vậy là nó về cái nó không tạo giá trị gia tăng, nó gây ra các cái lãng phí, gọi là lãng phí thao tác. Ở mỗi một doanh nghiệp khác nhau và mỗi một công đoạn, mỗi một dây chuyền khác nhau, chúng ta có thể có các cái mức độ về gây ra cái lãng phí thao tác này khác nhau. Nhưng mà chúng ta hình dung là cái câu chuyện này chúng ta để ý, nó sẽ thấy rằng là nhân viên của chúng ta họ có bao nhiêu cái bộ phận mà họ có thể cử động, thì người ta có cái thứ nhất là cái mắt của họ để nhìn, thứ hai là cái cổ của họ để gọi như là ngẩng lên cúi xuống, quay trái quay phải, phải không? Người ta có cái tay này để họ cầm nắm gắp nhặt, họ có cái cổ tay này để quay đi quay lại, có cái khuỷu tay để duỗi ra duỗi vào, có cái bả vai này để nâng lên nâng xuống, quay ra đằng trước quay ra đằng sau, có cái lưng của họ để họ có thể quay được, họ có thể cúi xuống, họ có cái đầu gối của họ để họ có thể dướn lên, họ có thể coi như là khuỵu xuống, họ có cái chân để họ bước, họ có cái gót chân để họ coi như có thể nhón chân để có thể xoay. Nói chung đấy là các cái thao tác mà con người ta có thể làm. Trên khi chúng ta nhìn vào cái người làm việc, công nhân chúng ta sẽ để ý cái việc đó. Giả sử trong trường hợp này chúng ta có một anh công nhân đấy, anh đang cúi xuống nhỉ, đấy là một cái thao tác mà nó là thừa, tại vì nếu mà anh bố trí cái vị trí đặt để nó phù hợp thì người ta sẽ không phải cúi. Chúng ta có ở cái hình thứ hai này, cái anh này anh đang đứng trước rất nhiều cái bàn này, có rất nhiều các công cụ dụng cụ, nhìn ở đây thì thấy là sắp xếp rất là ngay ngắn và có vẻ như là rất là có quy luật. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy rằng đấy là cái tiềm ẩn của lãng phí. Tại vì khi anh để rất nhiều thứ vào trong một khu vực như vậy thì mỗi một khi anh cần sử dụng đến nó, anh phải định vị nó xem là nó ở đâu, định vị bằng mắt, định vị bằng tay và di chuyển đến cái vị trí đấy. Chúng ta có các cái công việc khi mà đặc biệt là cái việc về vận chuyển, mang vác, khi mà anh có các cái vật nó nặng mà anh lại để nó ở cái tư thế nó không đủ cao, nó không phải là trên đầu gối dưới thắt lưng, thì bao giờ nó cũng gây ra cái khó khăn cho người lao động. Tại vì khi đó người ta vừa phải có cái thao tác là khuỵu đầu gối xuống, họ lại vừa phải có cái thao tác là với giãn hết cả cánh tay ra, họ vừa phải có cái thao tác là cúi lưng xuống. Như vậy nó diễn ra rất nhiều cái thao tác ở đấy. Hay khi chúng ta thiết kế cái mặt bằng làm việc của người công nhân, cái hình từ dưới này chúng ta thấy, để mà hoàn thành một chu trình công việc thì tại vì các vị trí có, tự nhiên có một cái vị trí ở cái thao tác số 4, số 5 này nó rất là xa ở các vị trí khác, như vậy nó dẫn đến chuyện là người ta sẽ phải đi lại rất là nhiều, di chuyển. Đấy là các cái phần liên quan đến chuyện về lãng phí thao tác. Và người ta nói rằng là cái lãng phí thao tác này trong một số trường hợp với nó có thể chiếm đến cỡ khoảng 30 đến 80%. Nếu mà chúng ta ở một cái nhà máy mà mức độ tinh gọn hóa nó ở mức thấp ấy, nghĩa là chúng ta chưa trưởng thành lắm trong cái chuyện về cải tiến cái này, thì tôi cho rằng là bất kể một cái vị trí nào, đặc biệt là các cái trường hợp mà vị trí sản xuất mà người mà phải tương tác với máy, nghĩa là người phải cầm lấy linh kiện sau đó rồi đưa vào máy, sau đó rồi bấm nút hoặc là cho máy nó vận hành, sau đó lấy cái linh kiện ra, sau đó đặt nó vào cái khay thành phẩm đấy chẳng hạn. Cái mô hình dạng người làm việc với máy như vậy thì nếu mà với một công ty mà mức độ trưởng thành về về cải tiến mà thấp, tôi cho rằng hiện nay 30 đến 80 nó là một dải rộng, nhưng mà nó sẽ nằm ở đâu đấy cỡ khoảng 50 đến 60%. Nghĩa là 50 đến 60% cái thời gian thao tác của những người công nhân trong trường hợp đấy là dư thừa, còn lại có thể là 40 đến 50% cái thời gian thao tác của họ là hiệu quả. Thế còn với những cái trường hợp mà hoàn toàn thủ công mà thiếu cái vấn đề kiểm soát nhịp thì cái tỷ lệ lãng phí về thao tác có khi nó còn cao hơn nữa. Chúng ta có cái câu chuyện này khi mà chúng ta phải thực hiện thay khuôn rồi chuyển đổi sản xuất, thì tất cả các lãng phí thao tác là nó kéo dài cái thời gian của việc thay khuôn với chuyển đổi sản xuất đó, và nó sẽ dẫn đến rất nhiều các cái yếu tố khác mà về sau chúng ta sẽ đề cập đến nó. Thế chúng ta hình dung như này đi,
Ví dụ như là trong hoạt động của người công nhân ấy, thì người ta cái việc đầu tiên là dễ nhìn thấy nhất là người ta phải tìm kiếm và định vị. Giả sử ở cái vị trí làm việc của họ, nếu mà họ phải tương tác con người thì người công nhân người ta phải tương tác với thiết bị, người ta phải tương tác với nguyên liệu hoặc là linh kiện đầu vào hoặc đầu ra. Thì cái phổ biến nhất trong mỗi một chu trình làm việc của họ là họ phải định vị và tìm kiếm cái linh kiện và cái vị trí gá đặt vào cái máy. Thế nếu mà giả sử cái việc thiết kế cái vị trí làm việc ấy nó ở cái mức độ mà mỗi một lần tôi lấy cái linh kiện đấy nó lại ở vị trí khác nhau theo phương ngang này ở cái mặt bằng hai chiều, hoặc là vị trí khác nhau về cao độ theo chiều cao này đổi về về trục Z này. Thì như vậy tôi chắc chắn là 100% các cái thao tác của người công nhân là phải có tìm kiếm định vị. Tại vì mỗi một lần anh đưa tay ra anh lấy cái linh kiện cái đồ vật ấy nó đều ở vị trí khác nhau cả. Thế còn nếu anh thiết kế ở cái vị trí mà tất cả các lần anh lấy nó đều ở một cái vị trí tiêu chuẩn thì như vậy lần nào người ta đưa ra cũng ở cái tọa độ XYZ, cái tay người ta để ở đấy là người ta lấy được linh kiện. Và người ta làm một vài lần thì về sau người ta không cần phải nhìn nữa. Người ta không cần phải định vị bằng mắt, người ta không cần phải định vị bằng tay nữa, tại vì cứ theo cái nhịp tiêu chuẩn ở cái vị trí đó lấy được. Đấy là trường hợp đơn giản nhất. Còn khi chúng ta lại còn cái món nữa, đấy là cái khu vực mà để linh kiện hoặc là để dụng cụ mà nó lại chúng ta để nó rất là nhiều ở đấy, thế dẫn đến chuyện là chúng ta lấy hết một phần ở bên trong thì chúng ta lấy đến phần ở bên ngoài, thì như vậy là nó làm cho cái khoảng cách nó xa ra, thì như vậy nó phát sinh ra cái câu chuyện về thao tác đấy, cũng là tìm kiếm về định vị, nghĩa là tôi làm sao để tôi tiếp cận được đến cái công cụ hoặc là dụng cụ hoặc là vật tư nguyên liệu mà tôi cần lấy. Cái trường hợp thứ hai cũng rất là phổ biến, đó là di chuyển. Tìm kiếm đấy là cái tìm kiếm đấy là bằng mắt, tìm kiếm đấy là bằng tay. Thế còn khi mà ở trong cái phạm vi làm việc của mình, tôi đứng mà tôi tìm kiếm vẫn không tìm thấy được, thì như vậy nó đến bước tiếp theo là tôi phải di chuyển, lúc này liên quan đến chân. Chứ nếu mà chúng ta quan sát cái người làm nhân viên của mình, ở đây chúng ta đang nói về vấn đề lãng phí trong sản xuất, chúng ta nói về công nhân của mình, nếu mà cứ mỗi một nhịp làm việc chúng ta đều thấy họ phải di chuyển chân thì đã là không tốt rồi, nếu mà chân họ phải di chuyển nhiều lần thì nó càng tệ. Đấy là cái câu chuyện về di chuyển. Cái phần tiếp theo chúng ta nhìn thấy đấy là cái chuyện về lấy và đặt để. Phần lớn cái thời gian của người công nhân là nó liên quan đến chuyện lấy đặt để. Làm thế nào tôi lấy được linh kiện, làm thế nào tôi đặt được cái linh kiện đấy vào máy, làm thế nào tôi lấy được cái linh kiện ra khỏi máy, và làm thế nào để tôi bỏ được cái linh kiện đấy vào vào cái dụng cụ chứa đựng. Thế thì khi mà chúng ta thiết kế, ví dụ như là đây chúng ta có các công ty cơ khí, chúng ta có các máy dập, chúng ta có các máy dập thì chúng ta có các cái dẫn hướng, trục dẫn hướng chẳng hạn. Thế thì nhiều khi là cái việc thao tác của công nhân thì như vậy, khi anh phải tương tác với cái máy, anh phải lấy linh kiện thì nó sẽ vướng vào những câu chuyện đấy, nếu anh lấy bằng tay phải, anh lấy bằng tay trái tùy vào việc người thợ thuận cái nào, thì như vậy nó sẽ dẫn đến chuyện là nó vướng và nó làm cho cái chuyện đặt để đến chuyện nó khó hơn. Nếu mà anh không sử dụng cái hệ thống tiếp vận và sắp đặt thích hợp ở vị trí làm việc thì có nhiều khả năng là ở bên mà linh kiện anh lấy thì chúng ta càng người công nhân người ta càng lấy thì nó càng thấp xuống và nó càng xa, còn bên mà đặt để thì càng để thì nó càng cao lên, thì như vậy nó dẫn đến chuyện là nó phát sinh thêm cái thao tác. Rồi cái câu chuyện về lấy cái linh kiện nó không sắp đặt theo thứ tự, nó không sắp đặt theo cái việc về thuận tay người ta, thì như vậy nó phát sinh ra cái thao tác cho cái việc về lấy linh kiện rồi đặt để cái linh kiện này. Cái thứ tư mà rất phổ biến đó là các lãng phí thao tác liên quan đến chuyện về tiếp vận. Khi chúng ta không có được một cái dây chuyền mà sản xuất đơn chiếc và liên tục thì cái chúng ta sẽ nhìn thấy rất là phổ biến đó là các cái sản phẩm, các linh kiện sẽ phải được đựng bằng các cái dụng cụ, ví dụ như thùng, ví dụ như khay, ví dụ như là hộp chẳng hạn. Thế thì điều gì xảy ra khi mà tôi sử dụng hết các cái linh kiện trong một cái khay, hay là tôi xếp các cái thành phẩm đầy một cái khay?
đấy là cái lúc mà tôi sẽ phải lấy cái khay cũ xuống, tôi bỏ cái khay mới lên. Đấy là lúc tôi phải bỏ cái khay đầy xuống và tôi bỏ cái khay mà trống lên để tôi bỏ cái thành phẩm vào. Cái câu chuyện đấy là vấn đề của tiếp vận. Và chúng ta ở tùy vào công việc, nhưng chúng ta cứ thử quan sát cái người công nhân của mình và chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng là họ làm rất nhiều cái công việc này. Và phần lớn các cái câu chuyện của lãng phí thao tác này nó gắn với chuyện về thiết kế vị trí làm việc và nó gắn với bố trí về bias. Trên trong cái chuyện về về 5S thì chúng ta nói rằng là để mà 5S là để loại bỏ lãng phí, để phát hiện lãng phí và loại bỏ lãng phí. Lãng phí chính mà 3S, 3S nó hỗ trợ người ta chính là cái lãng phí về thao tác. Và người ta nói rằng là lãng phí với lãng phí thao tác thì ngược lại thì biện pháp tốt nhất để mà chúng ta có thể loại bỏ thao tác, loại bỏ lãng phí thao tác chính là cái việc về thiết kế cái khu vực làm việc tốt theo 3S. Đặc biệt là nếu mà chúng ta làm tốt cái câu chuyện của 3D thì về định danh, định vị, định lượng thì nó sẽ rất là hiệu quả. Chúng ta thử hình dung như thế này. Một người công nhân người ta làm một công đoạn mà người ta phải tương tác với cái máy. Thế thì cái chu trình của cái máy đó là 3 giây. Mỗi một cái chu để cái máy nó chạy được một chu trình 3 giây thì người ta phải lấy cái linh kiện ở cái khay ở bên trái của họ, sau đó họ đặt vào cái máy, sau đó máy nó chạy 3 giây. Sau đó họ lấy cái linh kiện ra, họ kiểm tra qua xong họ đặt vào cái khay bên phải của họ là khay khay thành phẩm. Thế cái việc mà lấy cái linh kiện đặt vào máy và lấy cái linh kiện ra khỏi máy đặt vào khay thành phẩm, mỗi một cái chu trình như vậy, hai cái phần đấy nó chiếm mất coi như là 2 giây. Như vậy tổng cái chu trình của họ nó sẽ là 5 giây. Chúng ta có 3 giây của cái máy nó chạy và có 2 giây cho cái câu chuyện của việc lấy linh kiện đằng trước và bỏ linh kiện đằng sau. Mỗi một cái mà với cái linh kiện đấy thì các linh kiện nó được đặt trong cái khay, mà mỗi một cái khay đấy thì chứa được 20 linh kiện. Như vậy cứ 20 linh kiện thì họ lại sử dụng hết một cái khay linh kiện ở bên trái. Và họ phải lấy cái khay đó, họ bỏ nó xuống và họ phải chuyển một cái khay linh kiện mới lên đấy. Và tương tự như vậy cứ 20 cái linh kiện đó thì họ xếp đầy cái khay bên phải và họ chuyển cái khay thành phẩm mới xuống, mà họ lấy một cái khay không họ đặt lên để coi như họ xếp lại. Vâng. Như vậy nếu mà mỗi một lần họ làm như vậy ở ở cái khay bên này, giả sử như là họ mất đi 4 giây, bên này họ mất 4 giây, như vậy cộng vào thành ra 8 giây phải không ạ? Mà như vậy chúng ta thấy rằng là cứ 20 sản phẩm thì họ lại phải làm một cái chu trình như vậy. Nghĩa là cứ 20 sản phẩm thì họ lại mất thêm 8 giây. Thế nhưng mà cái phần gia tăng giá trị của cái công đoạn đấy là cái máy nó chỉ có 3 giây thôi. Như vậy nếu mà 20 chu trình là 60 giây. Thế thì tương ứng với 60 giây tạo ra giá trị đấy thì họ mất đi 8 giây cho cái chuyện về lấy cái khay ở bên trái và lấy cái khay ở bên phải. Họ mất đi 40 giây cho cái câu chuyện của lấy từng cái linh kiện và bỏ từng linh kiện. Như vậy tổng cộng cái phần mà không gia tăng giá trị trong trường hợp đấy nó là 48 giây. Cứ 60 giây thao tác trong trường hợp đấy thì họ mất đi 48 giây không tạo giá trị. Một cái khay đấy là 20 sản phẩm. Đến lúc các cái khay đó nó được xếp trên các cái giá và các cái giá đấy nó cũng đầy, nó cũng phải, và hoặc là nó hết ở bên trái và hoặc là nó đầy bên phải, nó cũng phải được chuyển đi. Giả sử như là mỗi một cái khay đấy, mỗi một cái giá đấy người ta để được 10 cái khay thì như vậy nó được 200 sản phẩm. Thì vì cứ 200 sản phẩm đấy người ta phải chuyển, người ta lại phải lấy một cái khay mới, một cái giá mới về và người ta chuyển cái giá cũ ở bên phải. Như vậy chúng ta add nó vào, chúng ta cộng nó vào nữa. Khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là với cái công đoạn đơn giản như vậy, tổn thất nó sẽ nhanh chóng nó lên cỡ khoảng 50%. Thế nên là cái lãng phí thao tác này là cái một trong những cái mà nó làm cho cái hiệu suất lao động của sự hiệu suất của người lao động nó giảm đi rất là nhiều. Và cái này cũng là một cái tại vì chúng ta loại bỏ, có thể loại bỏ nó bằng các giải pháp đơn giản với 3S, cho nên nó là cái giải pháp mà rất là gọi là chi phí rất là thấp để có thể thực hiện cải thiện.